Unit 4, My Toys. 1, Vocabulary. Jump. Jump. Hop. Skip. Throw. Throw. Catch. Catch. Kick. Kick. Play football. Play football. Homework, bài tập về nhà, chúng ta sẽ học thuộc các từ vựng ở trên và viết mỗi từ vựng 5 dòng, mỗi dòng 2 lần. Sau đó các bạn sẽ liệt kê các cái món đồ chơi mà chúng ta có thể thực hiện được với mỗi hành động ở trên nha. For example, thầy sẽ lấy từ kick trước nha, thì các bạn sẽ ghi giống mũi tên ra và ghi tất cả những món đồ chơi bạn có thể sử dụng để kick này, như là ball, là với throw, thì chúng ta có thể, các bạn sẽ ghi throw ra, các bạn sẽ ghi giống mũi tên những cái gì có thể throw được, ball, hoặc là dấu dầu. Chúng ta sẽ liệt kê ra nhé.